Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Người chồng gán nợ của tác giả Nguyễn My. Chắc hẳn quý vị cũng rất là đang hồi hộp mong chờ những tình tiết mới nhất của câu chuyện đúng không ạ? Tâm An sẽ bật mí cho quý vị ngay sau đây đây. Đó chính là sau 2 năm liệu rằng hợp đồng của Lâm và Vân sẽ có kết quả như thế nào? Liệu rằng ai là người yêu trước và ai là người thua cuộc? Câu trả lời sẽ có trong những tập truyện tiếp theo. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An cũng như là ủng hộ kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của bộ truyện Người chồng gán nợ, tác giả Nguyễn My có phần diễn đọc của Tâm An. Sáng sớm bà Vân đã gọi và muốn Lâm đến ăn tối. Nói chuyện vui vẻ giống như Lâm, thật sự là con rể của ông vậy. Anh ta không có ý định đi cho đến khi cấp trên báo xuống có người tạt sơn và đập đá vào quán ăn của một con nợ gần đó. Cuối cùng Lâm mang danh là con rể phải đến điều tra một chút. Nhưng không ngờ suốt cả buổi tối không thể lên tiếng hỏi bất cứ thứ gì, chỉ vì ông ấy dường như chỉ nói chuyện với con gái mà không để ý đến anh ta đi được một đoạn không nhịn được nữa lâm mới lên tiếng trước tại sao ba gọi em ăn cơm mà em lại không nói với tôi một tiếng tôi không có thời gian quên mất vậy là không có thời gian nên không gọi hay là không muốn gọi là không có thời gian để nhớ nên mới quên luôn được chưa thôi được rồi nếu đã không thích có thể không gọi lý do này có vẻ hợp hơn tôi vẫn không thèm trả lời mà quay mặt đi, tay gác lên bệ cửa, bàn tay đưa vào nâng cầm nhìn ra cửa kính, bất ngờ có một chiếc xe từ trong hẻm lao ra khiến lâm giật mình đạp thắng, vì không ai cảnh giác và cả tôi và anh ta cúi nhào người về phía trước, nếu không có dây an toàn chắc chắn cả hai đều bị thương, tôi tức giận cộng thêm hoàng hốt mà gương mặt có gắt rõ rệt nhìn anh ta rồi quát lớn, anh chạy xe cái kiểu gì thế hả? Làm sao? Anh ghét tôi, thì anh cứ đánh tôi đi. Tại sao lại muốn gián tiếp làm tổn thương tôi? Anh không trả lời. Có lẽ anh ta không hề biết lý do tôi có gắt là gì. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn im lặng một mạch để về tới nhà. Hôm nay có lẽ bà chị dâu đã đến rất đúng lúc. Bụng tôi bây giờ đau dữ rồi. Có lẽ tôi cáu cũng một phần là do nó. Xe dừng lại ở trước cổng lớn người giúp việc lập tức ra mở và nép qua một bên để chiếc xe chạy vào bước xuống xe cơn đau ập tới dữ dội mà dường như tôi không kiểm soát được tâm trạng không tốt cũng rất ảnh hưởng tới những ngày này bin đã nói như thế với tôi tôi ôm chặt bụng dưới ngồi phịch xuống đất ngay cửa xe khiến người làm giật mình đi tới đỡ tôi dậy cô vân cô làm sao thế này cô có sao không ạ à? con không sao Tôi cố gắng đứng lên. Lâm từ bên kia cũng đi sang không hề bận tâm đến tôi, mà hỏi ngay về chiếc xe ngay đó. Xe của Kenvin à? Nó đến từ bao giờ đấy gì tư? Đúng rồi cậu, Kenvin đến nhà chơi. Nó nói có việc tìm cậu. Anh ta nghe xong mới quay sang hỏi tôi. Này, cô bị làm sao đấy? Tôi bực bội kéo tay dì tư. Anh cứ kệ tôi. Dì tư ơi, dì dìu con lên phòng với ạ à? dì gọi bin tới giúp con với dì nói là con đau đầu à mỗi khi nói đau đầu cũng chính là tín hiệu để bin đem một ít hương liệu thư giãn cho tôi có lẽ chẳng ai biết vì ba tôi là giang hồ ít nhiều từ bé tôi đã đối mặt với rất nhiều rắc rối và những lần khủng hoảng tinh thần đã từng trầm cảm về chuyện đó và bin đã giúp tôi chỉ liệu tâm lý cuối cùng là dù có bệnh nặng hay là bệnh nhẹ nhất định phải là những hương liệu thảo dược mà Bin đem tới cho tôi. Mà cũng chỉ có Bin mới hiểu được sở thích này của tôi. Tôi ôm chặt bụng của mình, đi thẳng vào trong nhà cùng với dì Tư. Đưa điện thoại của mình gọi cho dì. Rồi sau đó đột nhiên tôi ngất lịm khiến ai cũng hốt hoảng. Tôi tỉnh lại nhờ một hương thơm quen thuộc, mùi hương mà tôi thích nhất. Loại hương thơm cực kỳ dịu dàng và ngọt ngào, khiến mỗi lần tôi ngửi sẽ thấy bản thân của mình vơi ly một phần nào của tất cả sự mỏi mệt. Nhìn sang bên cạnh một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế sofa, ngủ gà ngủ gật, khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi lật đật ngồi dậy và đi tới gần cậu bạn của mình. Cầm cái áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cho bin. Bỗng cạch, tiếng cửa phòng trượt mở ra khiến cả không gian yên tĩnh bỗng trở nên xáo động. Cả buổi tối, Lâm ngồi giữa nhà không ngủ được. Không biết vì lý do gì, Vân lại ngất đi. Vì bệnh gì cũng không thèm nói. Đợi cả buổi, Bin tới, thì cũng ở trên phòng và không xuống. Bin đối với anh ta cũng không hề thích thú gì, nhưng có vẻ ở trên phòng, trai đơn gái chiếc, có phải là hơi quá rồi không? Không muốn bản thân ngồi nghĩ ngợi. Lỡ như ba cô ấy muốn hỏi lý do, vì sao Vân lại ngất, thì bản thân của anh lại không biết gì. Sợ ông ta kiếm chuyện dù sao cũng là có ý tốt anh ta nghĩ cũng nên lên phòng hỏi thăm một chút nhưng khi cánh cửa mở ra điều đầu tiên hiện lên trong mắt của lâm chính là hình ảnh của vân nhẹ nhàng đặt áo khoác lên người cho bin tức giận lấn át hết lý trí của lâm rốt cuộc ai mới là chồng của ai nhỉ bạn thân hay là tình nhân rõ ràng là tình nhân đội lốt bạn thân nghe tiếng cánh cửa mở mạnh bin tỉnh giấc cả tôi và Bin quay sang hướng cánh cửa thì nhìn thấy Lâm cũng đang đứng bất động. Còn cả Kenvin nữa. Anh ta từ đâu đi đến nhìn vào ba chúng tôi và cười nói Ba người chơi đo mắt ai to hơn ai đi à? Cho tôi chơi với. Cuối cùng sau khoảng lặng thinh vài giây đó có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Bin lồm cồm ngồi dậy đưa tay sờ lên chán của Vân. Bà dậy khi nào đấy? Thế tại sao? Bà lại để mình ngất như vậy Tôi có sao đâu Chỉ là lại như vậy đấy Không phải đâu Không phải chuyện đấy đâu Còn vấn đề khác nữa Bà Bình chưa nói hết Lập tức đã bị một tiếng khen vìn chặn lại Này Hai cái người này Nói cái gì thế hả à? Phải nói chuyện cho người khác hiểu với chứ Hai người chúng tôi đang đau đầu lắm rồi đây Bình nhếch môi đáp lại Chuyện của hai chứa chúng tôi nói nhiều lâm nghiêm giọng nhìn sang kenvin rồi nói kenvin này đưa bin ra ngoài một chút tôi có chuyện cần nói với vân bin lập tức bị kenvin bước vào và kéo ra ngoài nhanh như chớp tôi đứng im lặng nhìn lâm giống như cái cách anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không biết cho đến bao giờ lâm mới mở miệng bản thân là gái có chồng nhưng cô lại đi thân mật với một người con trai khác Ý anh muốn nói là gì? Cái gì? Nói cái gì? Em còn phải hỏi tôi sao? Tôi chưa nói đủ rõ à? Anh đừng có suy bụng ta ra bộ người. Vậy thì không đúng chỗ nào. Anh lâm này, anh đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Sao anh cứ nói mỉa mai tôi hết lần này đến lần khác vậy? Anh có muốn tôi gọi anh là anh lâm nhây luôn không? Cô đừng có đánh chống là. Hãy xem lại cách hành xử của mình đi. Em đã có chồng rồi, tại sao? chỉ là đắp một cái áo thôi anh lại suy rằng tôi ngoại tình anh nhảm nhí vừa thôi chứ người đàn ông đó vẫn tiếp tục không chịu hiểu vấn đề tôi mệt tới mức không dành để mà cãi nhau với anh ta không muốn tiếp tục nghe lâm nói nhảm nữa tôi lắc đầu chịu nhượng quay mặt đi trở lại giường ngủ một chút nhưng lâm lại không muốn kết thúc như vậy lập tức bước nhanh tới kéo tay tôi giật ngược lại mạnh bạo bóp chặt đừng có khiến tôi ghét cô hơn như vậy ghét tôi anh ghét tôi á thế thì anh làm gì tôi tôi và min đã làm gì đâu tôi bắt đầu không nhịn được với những câu nói mang tính sát thương kia đáp lại tôi là một nụ cười nhếch lên khinh bỉ vô cùng kèm theo đó là một câu nói em cứ cho rằng chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi nên em muốn làm gì cũng được đúng không không đâu đã bước chân vào trò chơi rồi thì không dừng lại được nữa. Và em chỉ được phép nghe theo cuộc chơi của tôi. Tôi mới là người dẫn trước. Vậy sao? Tôi lỡ không nghĩ vậy chút nào. Cho dù là thật hay là game, thì chúng ta cũng không ai có quyền được xen vào chuyện riêng tư của người khác. Phải. Tôi và Bin có mờ ám đi chăng nữa. Thì làm sao? Anh nghĩ anh làm được gì? Đại úy Lâm này, tôi còn chưa hỏi anh. Tại sao trong phòng của anh toàn là hình của người bạn gái cũ? Chưa gì mà anh đã nhanh nhẹn Muốn gây sự và đổ lỗi cho tôi à? So với anh, tôi và Bin có vẻ trong sạch hơn đấy. Tôi nói xong liền nở một nụ cười mỉa mai cho người đàn ông trước mặt. Còn chưa kịp hất tay ra, đã bị anh ta liên tục nắm tay lại và kéo mạnh áp sát vào bức tường. Trong tình thế bây giờ, khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ cách nhau có vài centimet. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy nếu cô thật sự muốn lôi thêm người thứ ba vào cuộc chơi này thì cô đừng có trách tôi chơi bạo lực với cô anh cũng đừng chỉ có nói không anh giỏi thì anh làm đi dưới lầu bây giờ vẫn còn có sự xuất hiện của hai người con trai một người nghiêm mặt nhìn người còn lại giọng nói vô cùng lãnh đạm cậu và vân thật sự là bạn của nhau à không phải là bạn thì là cái gì cậu đoán xem không phải Kenvin không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cậu không nói. Đối với tình bạn rất lâu của cậu và Lâm, cậu nhìn được ánh mắt của Lâm có phần tức giận ngay lúc này. Lâm nhìn Vân và Bin như đang cố kiềm chế lại sự tức giận. Giữa trạng thái lúc đó, chắc chắn đã gây ra một mớ hiểu lầm. Cậu cũng không chắc rằng Bin và Vân thực sự là không có gì, muốn chính miệng họ nói ra thì mới chịu tin. Đúng thật là cứ nghĩ sẽ được nghe câu trả lời đàng hoàng từ Bin. Nhưng người kia chỉ khiến Kenvin thêm bực mình. Cậu nói chuyện dễ nghe một chút có được không? Sao cứ phải thù dai như thế? Không liên quan. Nói chuyện khó nghe hay dễ nghe đều không liên quan đến việc thù dai. Vậy cậu và Vân thân mật như vậy có biết đã khiến cho Lâm tức giận không? Tức giận? Hay là Lâm ghen? Là tức giận chứ không phải là ghen. Nó chưa bao giờ yêu Vân. Làm sao mà ghen? Nếu vậy thì tức giận làm gì? Bin nở một nụ cười châm chọc rồi đứng lên. Cất bước định đi, thì Kenvin đã đứng dậy, kéo cậu ta lại. Kenvin còn chưa kịp nói gì, đã bị Bin chặn ngang họng. Nói với bạn của cậu ấy, nếu còn tiếp tục khiến Vân không khỏe như vậy, tôi không nương tay đâu. Vân ấy, nó không phải là người mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó đâu. Nói xong, Bin bình, bình thản cười, gạt tay Kenvin bước ra ngoài. Nhanh như chớp, đã chạy đi. Không lâu sau đó, Kenvin cũng ra về. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với ánh nắng mới lên. Đã hơn 8 giờ, nhưng tôi còn chưa chịu đến cửa hàng. Hôm nay tôi có hẹn với khách lúc 9 giờ sáng. Tôi dậy vào nhà tắm thay đồ, rồi gấp gáp bước ra cửa xuống lầu. Không thèm chú ý đến người đang ngồi bàn ăn sáng. Bất giác một tiếng gọi tên, khiến tôi chợt khược lại. Bước chân chậm chậm dừng lại quay đầu nhìn bên phía bàn ăn là một cô gái. Đương nhiên là quen thuộc rồi. Châu mỉm cười nhìn tôi. "Vân, xin chào buổi sáng." "Có chuyện gì không?" "Không, chỉ là tôi muốn chào hỏi cô thôi. Cô đi làm đấy à? Vậy cô đi cẩn thận nhé." "Nếu không có gì thì xin phép, tôi phải đi làm đây." Tôi cố gượng cười, một nụ cười nhìn rõ sự gắng gượng, sơ sài của mình, nhưng dường như chỉ có bấy nhiêu thì đối với cô ta vẫn chưa đủ cô ta lại cười và nói tiếp nghe nói hôm đám cưới cô và bạn trai của tôi diễn xuất rất là giỏi xin lỗi đồ mượn thì mãi mãi là đồ mượn rồi cũng đến lúc phải trả thôi tôi chưa từng nghĩ sẽ mượn của cô cái gì chỉ là cô nên hiểu rằng cho dù là diễn thì tôi cũng đã cưới rồi với người chưa hề có danh nghĩa như cô thì cô làm được gì tôi không mượn của cô là cô đã trả lại cho tôi đấy chứ khổ tôi thật đấy những lời tôi nói ra không một lời nào là giả dối tôi vốn biết bản thân của mình vô tình oan nghiệt mà chen vào họ là tôi sai tôi vẫn muốn im lặng để họ có cơ hội được bên nhau nhưng dường như ai cũng muốn châm dầu vào lửa và chọc cho tôi phải bực bội phải cáu gắt họ mới có thể để tôi yên bất giác tôi nhìn thấy lâm đang đi xuống người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng không nhìn thấy vợ mình mà bước thẳng đến bên cô người yêu lâu năm. Vòng tay ôm chặt trâu trước mặt vợ. Làm gì có ai, có cái lá gan như anh ta chứ? Em đến đợi anh lâu chưa? Em ăn sáng rồi chứ? Em vừa mới đến, em ăn rồi. Có mua một, một ít đồ cho anh này. Toàn là những món chúng ta đã từng cùng nhau ăn trước đây đấy. Trước mặt của tôi mà họ vui vẻ âu yếm như không có chuyện gì xảy ra nghĩ là tôi sẽ tức giận sao đúng đấy tôi đang rất tức giận không phải là vì ghen mà vì ngứa hết cả mặt bất giác lúc này điện thoại của tôi vang lên tôi giật mình thoát khỏi tầm nhìn về phía họ mà lập tức lấy điện thoại của mình ra người gọi đến là bin nó chắc chắn là lo lắng cho tôi tôi nói bằng cái giọng ngọt ngào alo người yêu gọi cho tao có việc gì đấy mày ổn chưa Tao đang trước nhà này, tao đến đưa mày đi làm. Ok, tao sẽ ra ngay đây. Tôi nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, bước ra tới cửa, tiếng nói của người đàn ông đó vang lên, chặn lại bước chân tiếp theo của tôi. Tối nay cô qua nhà mẹ. Mẹ sẽ ăn cơm với cô. Chính vì biết mình là phận dâu, tôi im lặng vừa gật đầu, kìm nén tất cả sự thiếu tôn trọng mà rời đi. Bin đã đợi trước cổng lớn, tôi vừa lên xe thì xe đã lập tức chạy đi. Dường như Bin luôn rất ghét xuất hiện nơi này. Ra vào cũng thấy khó chịu. Trên xe, tôi quay sang hỏi Bin. Tối qua mày về khi nào đấy? Tao xuống nhà một cái là tao về. Tao không thích, bước vào đấy một tí nào. Sao thế? Phải có chuyện gì chứ? Không có cái gì, chỉ là tao ghét Lâm. Mày ghét chồng tao tới như vậy à? Tao chẳng những ghét hắn ta, mà tao lại còn cực kỳ ghét bạn của hắn ta nữa. Ơ hay, thế tại sao mày lại ghét Kenvin? Nét mặt của nó nhăn nhó khi tôi nhắc tới Kenvin. Đương nhiên tôi hiểu vì lý do gì Bin lại ghét Kenvin như vậy, nhưng lại thấy không có chút thỏa đáng, chỉ có mỗi một lần quẹt xe đâu nhất thiết phải ghét nhau như thế. Có phải còn xảy ra chuyện gì nữa hay không? Đang lơ hoài trong dòng suy nghĩ thì từ bên con hẻm nhỏ kia một chiếc xe Honda không có biển số, là loại xe đua rất dữ, người điều khiển nó nhấn ga, lao thẳng ra đầu xe của tôi và Bin đang chạy. Với một tốc độ cực kỳ nhanh và nguy hiểm, giống như nếu chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ gây ra tai nạn nghiêm trọng. Trong lúc tôi đang hoảng hốt, thì Bin vẫn giữ được bình tĩnh đạp thắng. Cả tôi và nó đều theo quán tính mà nhào tới phía trước, còn chưa kịp định thần lại. Tôi ngước lên nhìn chiếc xe trước mặt. Nó dùng chiếc xe của tôi Chỉ tay vào mặt Như là muốn dằn mặt Hay là uy hiếp tôi Có lẽ đó không phải là một ý tốt Sau đó hắn ta dồ ga đi Có chuyện gì vừa xảy ra với chán của tôi vậy Cảm giác đau đầu hiện lên Sau đó là ẩm ướt Bình mới quay sang tôi hốt hoảng Mày có làm sao không Vân Vân ơi Bình lập tức tháo dây an toàn cho tôi Đưa tay hạ ghế của tôi xuống Để tôi nằm ngửa ra Tôi vẫn còn mộng mị cái cảm giác đầu mình khá đau Còn có chất lỏng đang chảy xuống Bình lập tức lấy khăn giấy Cố gắng lau cho tôi Rồi lại tiếp tục dùng hết lấy khăn giấy này Đến lấy tờ giấy khác Để chấm lên chán cho tôi Chảy nhiều máu quá Mày là máu khó đông có đúng không Nhanh lên đi bệnh viện thôi Nó nói một câu khiến tôi giật mình Thì ra là tôi bị chảy máu ở chán Chắc là do lúc tháng gấp tôi đã đập đầu vào cạnh xe trước mặt không nghĩ nhiều tôi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại tay cố định khăn giấy tại chỗ bị thương từ bệnh viện bước ra tôi bắt đầu cảm thấy đau hơn thật sự lúc mới bị thương thì không thấy đau gì đến khi băng bó lại mới thấy đau đớn vô cùng bên cau mày hỏi tôi tao thấy lạ lắm mày có để ý cái người vừa chạy chắn chiếc xe của mình không có giống như là nó muốn kiếm chuyện. Kiểu như đợi chúng ta chạy tới thì lao ngang vậy. Nhưng làm sao mà nó biết hôm nay chúng ta sẽ đi đường đó nhỉ? Có thể nó chạy theo xe mình, nhưng cũng không có khả năng cao. Tao đang nghĩ. Tôi chợt nhớ lại con đường lúc đầu, rõ ràng con đường đó không thể có một chút gì là hư hỏng, chỉ có một cái bảng giữa đường cấm xe chạy. Sau khi Bin rẽ chạy đường vòng theo quán tính, tôi đã quay đầu nhìn lại thấy xe sau vẫn chạy thẳng và không rẽ như chúng tôi một người nhân viên mặc đồ công trường đã tháo bảng và đem ngay vào lúc đó lúc đầu tôi vốn không để ý giờ nghĩ lại mới thấy có quá nhiều sự trùng hợp mà trùng hợp nào cũng đúng giống như có người cố tình sắp đặt vậy vẫn chưa thể nào thoát khỏi những suy nghĩ bất ngờ bin kéo tay tôi khiến cho tôi giật mình vân vân mày đang nghĩ cái gì thế đang nói tự nhiên lại ngưng có phải mày cũng nghĩ giống như tao không chuyện này có người sắp đặt có người sắp đặt ừ cả tôi và bin đều rất ngạc nhiên với những âm thanh cực kỳ nhỏ nói đủ nghe cho nhau không để ai nghe thấy ngoài hai đứa nữa cuối cùng vẫn là chạy đi mà không đoán ra được ai là người làm chuyện này chứ trong phòng làm việc, tôi không ngừng nghĩ về chuyện sáng nay. Đến cả mẫu bản thiết kế nhân viên đưa đặt may cho khách, tôi cũng không thèm nhìn. Dừng lại một chút, có thứ gì đó đang chảy qua đầu của tôi. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tiếp chuyện với Châu. Và câu nói của Châu với ánh mắt thâm sâu đó. Đi làm cẩn thận nhé. Có lẽ nào? Đúng, chính là câu đấy. Tôi còn nhớ rất rõ Châu biết tôi không phải đi một mình. Không dám chắc là Châu làm. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng người nào đó có thù với mình. Có lẽ rằng Châu ghét tôi vì chuyện của Lâm. Nhưng Lâm luôn luôn nói với tôi rằng là Châu rất hiền lành, rất là tốt bụng. Khiến tôi không nghĩ rằng Châu là người làm ra chuyện này. Bản thân của tôi thì hoàn toàn nửa tin nửa nghi. Buổi tối khi tôi trở về nhà, bóng dáng của Châu và Lâm từ trong nhà bước ra. Nếu không nói, tôi còn sẽ cho rằng họ mới chính là một cặp không thèm để ý tôi đau đầu bỏ qua mọi chuyện và tiến bước vào trong nhà chỉ vừa tới vòng khách lâm đã lập tức kéo tay của tôi lại chán của em bị làm sao thế anh có mắt đúng không anh không nhìn ra tôi bị làm sao à tôi đột nhiên trở nên tức giận không hiểu vì điều gì mà trong tâm tư lúc này lại trở nên khó chịu như vậy lâm cũng gắt lại em nói chuyện đoàng hoàng thì em sẽ chết sao ừ ừ tôi đáp như vậy đấy xong rồi hất tay anh ta bỏ đi một mạch lên phòng của mình dưới nhà lâm vẫn đang hụt hẫng bởi cái thái độ của tôi anh nhất quyết không chịu thua liền quay sang nắm lấy tay của châu nhẹ giọng nói em đến nhà mẹ trước nhé anh phải ở lại giải quyết một tí việc anh anh phải đi với cô ấy à anh không đi với em à chịu khó một tí anh phải nói chuyện riêng với cô ta cô ta bị làm sao là chuyện của cô ấy anh lo lắng làm gì trên danh nghĩa bọn anh vẫn là người có quan hệ vợ chồng mà thôi được rồi em không nghe nữa em đi trước vậy châu tức giận hất tay lâm bỏ ra xe lúc đầu khi nhìn thấy vết thương đó chàng đại úy còn ngơ ngác vẫn cố là không biểu hiện ra một nét lo lắng và tò mò hiện ngay ra không nghĩ nhiều anh ta đã kéo tay của vân lại vào hỏi nhưng lại nhận được một sự phũ phàng đứng trước cửa phòng anh ta không ngừng gõ cửa lên tiếng vân ơi vân mở cửa vân đáp lại anh ta là một sự im lặng đến đáng sợ nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục kêu như vậy đến mãi một lúc sau tôi từ trong phòng tắm đã thay đồ sạch sẽ tươm tất lập tức mở cửa bước ra nét mặt hiện lên sự khó chịu lẫn bức bối anh đừng có hối như thế chứ tôi đi qua đó ngay đây này anh có đi ấy thì đi trước đi cho dù công việc có nhiều bản thân đang ốm nhưng tôi chưa bao giờ quên việc tối nay sẽ đến ăn cơm với mẹ của lâm nhưng anh ấy lại luôn tỏ ra rất chán ghét làm gì cũng không quan tâm tôi mà chỉ nghĩ tới bản thân của mình chẳng hạn như bây giờ thay vì anh ta có thể đến trước thì anh ta lại nhất quyết ở lại, sau đó lên đây để hối thúc tôi. Chuyện vết thương của em, tôi lên là để hỏi về nó. Anh muốn biết lắm à? Anh đang lo lắng điều gì? Em nói cái gì thế? Lo lắng cái gì? Anh lo cho người tình cũ của anh đi, hay là anh lo tôi chết để các người đạt được mục đích? Tôi nhếch môi cười khẩy, rồi lập tức đưa tay lên xoa xoa vết thương, lờ đi ánh mắt của Lâm. Chàng đại úy lúc này vốn có nhiều chuyện không hiểu, bây giờ lại càng không thể hiểu được. Anh ta lập tức giật lấy cổ tay của tôi. Là cô đang ám chỉ cái gì? Bị túm lấy tay, tôi nhăn nhó quay mặt nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Hàm ý, anh hỏi tôi, ám chỉ cái gì á? Tôi đâu có ám chỉ gì. Tôi nói thẳng, anh có ý đồ đấy. Nói rõ ràng, nếu không thì đừng có đi. Tôi bị thế này, anh đến hỏi bạn gái của anh thì hơn có khi chính là cô ấy làm đấy tại sao cô lại đổ hết lỗi cho người khác bằng chứng gì cô lại nói như vậy sáng nay khi tôi đi làm cô ta đã không ngừng ám chỉ tôi phải cẩn thận còn bày ra cái vẻ mặt lạ lùng khi biết tôi đi với bin sau đó con đường đó liền bị chặn lại mặc dù không có hư hỏng gì cố tình dẫn xe bin đi đường tất vắng người rồi lao một chiếc xe ra từ một con hẻm nhỏ chuyện sẽ không có gì nếu như tôi không nhìn thấy hắn còn đứng trước đầu xe của tôi dằn mặt tôi anh nghĩ xem có bao nhiêu cái trùng hợp trong đấy nghe tôi nói xong anh ta khựng lại nhưng mà với những nghi ngờ không có căn cứ đó dù là chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ nào lại là châu nghi ngờ không có cơ sở anh ta nghĩ vậy rồi lại hỏi tiếp nói như vậy cô lại liền nghĩ rằng đó là châu làm sao thì anh nói tôi nghe ai làm gì trong khi tôi vừa lấy người yêu của cô ta làm chồng cô đưa bằng chứng tôi sẽ tin tôi không có tôi nói xong liền quay mặt và lắc đầu anh ta không tin cũng đúng thôi biết châu bấy lâu nay cô ấy chưa từng làm ra những chuyện thế này thì làm sao mà có thể nói là châu làm chàng đại úy nghe những lời đó liền nhếch môi nhìn tôi và bắt đầu mỉa mai thế tại sao cô không nghĩ đó là kẻ thù của ba cô anh nghĩ ba tôi dễ dàng để nhiều người biết tôi là con của ông vậy sao không nhiều nhưng cũng không ít tôi nghĩ người đáng nghi ngờ là ba của cô đấy có thể ông ấy vô tình đã khiến cô bị như vậy tôi không nói với anh nữa cả hai con người đang đứng nhìn nhau dùng ánh mắt đầy lừa để nói cho nhau biết tôi mới là người đúng. Nhưng chẳng ai hiểu được cái lý lẽ của ai. Người nhất nhất cho rằng nguyên nhân là tình nhân của chồng, người quyên quyết tin rằng đó chính là vì ba vợ. Quả thực là không ai chịu thua. Trời bắt đầu tối dần đi, tôi cảm nhận được bản thân của mình sẽ không nói thêm được nữa. Đúng là tôi không có bằng chứng, nên tôi không thể nào khẳng định được điều gì. Cuối cùng vẫn là chấp nhận, nhượng bộ và lên tiếng. Nếu anh nói với tôi không phải là cô ta, thì tôi sẽ tin là như vậy. Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm bạn gái của anh. Tôi bất lực giật tay mình khỏi tay của Lâm rồi bước lên xe. Lúc này thì tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Bản thân có nghi ngờ vẫn là để ở trong lòng. Lúc đầu tôi cho rằng mình không nên nói khi không có bằng chứng. Sau đó lại quyết định sẽ nói không phải vì đổ lỗi mà vì tôi nhận ra được rằng ai đó đã ghét mình tới mức độ này tôi còn muốn thái độ của lâm xem anh ta có thái độ gì sẽ minh vực châu hay không quả đúng là anh ta vẫn rất yêu cô gái ấy nhưng tại sao tôi nói ra rồi mà bản thân của tôi lại bức bối thế này mặc kệ đi tôi không có được suy nghĩ gì hơn nữa bởi vì đây chỉ là một trò chơi buổi cơm tối đó cuối cùng cũng xong tôi một mình lái xe về nhà vì lâm đã bận đưa châu về lạ thật vợ anh ta bị thương thì phải tự lái xe về. Còn tình nhân thì được mẹ chồng yêu ái nhất định, phải là anh ta chờ cô ấy về. Không hiểu từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối, bản thân lại nghĩ ngợi quá nhiều. Mũi của tôi bắt đầu nghẹt lại, và hốc mắt cũng cay xè. Tôi trở về phòng của mình, một mình nhớ lại những gì mà lúc ăn cơm bản thân của mình nghe được từ mẹ của Lâm. Thân là con dâu, mẹ chồng kêu qua ăn cơm mà cũng qua trễ bước vào bàn ăn, câu đầu tiên tôi nhận được là sự trách móc, ánh mắt của tôi nhận được cũng là sự chán ghét. Vậy còn muốn tôi ăn cơm chung làm cái gì chứ? Bản thân vốn là con dâu, đương nhiên không thể vì một vài câu mà không chịu được. Tôi nghĩ như vậy, liền mím môi cười trừ, rồi từ tốn trả lời lại bà. "Con xin lỗi. Từ nay con sẽ để ý hơn ạ." À? "Để ý cái gì mà để ý? Có còn lần sau nữa đâu mà để ý?" Lâm thấy không khí căng thẳng, lúc này anh mới lên tiếng. "Được rồi mà mẹ, ăn cơm đi." Châu lúc này cũng thêm vào. "Đúng rồi đấy bác gái, mình ăn cơm đi bác." Với tình hình hiện tại, Lâm đang ngồi giữa tôi và Châu, bất tiện vô cùng. Trong bàn ăn tôi cảm nhận được mình đang là kẻ thừa mà họ kêu tới để nặng nhẹ. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi một mình, yên lặng lắng nghe ba người họ cùng nói cùng cười với nhau kế lại bao nhiêu chuyện tình cảm giữa châu và lâm ngày trước mà coi tôi như không tồn tại thật sự mà nói tôi đã nghĩ tôi nên đứng lên và bỏ về nhưng mà tôi là người lớn cũng không phải là đang ở nhà của ba việc cư xử như một tiểu thư là không nên mẹ lâm quay sang nói với châu mà phải rồi châu với lâm hình như đã lâu lắm rồi không đi du lịch nhỉ dạ vâng đúng rồi bác ạ à. từ hôm đám cưới anh lâm tới giờ còn cứ như người thừa Ở trong lòng của anh ý Khó khăn lắm Mới có thể làm lành được như bây giờ à Vậy hai đứa sắp xếp đi du lịch đi Thích đi đâu thì cứ đi cho thoải mái Có thể nhận nhịn tới mức này Tôi nghĩ đã là quá đủ Nếu tiếp tục nhịn khi mẹ chồng khuyến khích chồng đi chơi với tình nhân Thì quả thật là tôi là người không có cảm xúc Đây không phải nói đến tôi yêu hay không yêu Ghen hay không ghen mà đây là vấn đề tự tôn của một người phụ nữ. Dù có yêu hay không thì vẫn là ích kỷ. Tôi đặt mạnh đôi đũa của mình xuống, ngước đôi mắt lên nhìn ba người bọn họ. Ánh mắt đỏ ngầu của tôi nhìn trâu khiến cô ta im lặng. Cả mẹ và Lâm cũng vậy. Tôi liền gằn giọng và nói. Vợ anh ấy ở đây. Có đi, cũng là con sẽ đi cùng với anh ấy. Mẹ Lâm liền nhách miệng cô nghĩ cô là ai đừng cho rằng đám cưới rồi thì cô và con tôi thực sự là vợ chồng của nhau tôi nhìn thẳng vào mắt của mẹ chồng và khẳng định đó là sự thật rồi thưa mẹ cô lâm lúc này mới đứng dậy mẹ à con nghĩ chuyện đi du lịch đó nên dừng lại được rồi đấy chồng mới bám lấy tay của anh nũng níu anh sao lại dừng lại ạ à? vì anh đã có vợ rồi dù thế nào đi nữa thì vân cũng là vợ của anh anh không muốn mọi chuyện trong nhà bị người ngoài người ta bàn tán nhớ lại những lời của lâm nói cho dù có tức giận tôi vẫn có chút mồi lòng ít ra người đàn ông đó vẫn cho tôi một chút sĩ diện vẫn nghĩ đến sự có mặt của tôi mà biết nói lời đúng đắn tôi ngồi yên lặng trong phòng gạt mấy giọt nước mắt tủi thân vì bữa tối chợt nghe thấy tiếng của một người Cậu Lâm, cậu về rồi ạ. À? Cách một bức tường, tôi ở một phòng và người đàn ông đó ở một phòng. Cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng mãi không thể nào mà ngủ được. Cổ họng khản đi, có hơi khô khốc một chút. Tôi bật dậy và đi xuống dưới lầu. Chỉ định tôi chỉ muốn uống một ngụm nước rồi đi ngủ thôi. Bất giác tôi nhìn thấy Lâm, anh ấy đang dùng ánh mắt rất sâu và nhìn tôi. Nhíu mày, bước tới, giống như biết ý định của tôi. Liền cầm thêm một ly nước Đã rót sẵn đưa trước cho tôi Uống đi Cảm ơn Vẫn là như vậy Có lẽ điều mà cảm thấy ngại ngùng Khi đối mặt gần nhau thế này Tôi uống hết một ly nước Rồi đặt về vị trí cũ Khi quay người lại vẫn thấy Lâm đứng ở đó Bản thân biết mình sẽ không giả vờ được Hắn đứng ở đây trước mặt tôi Nên mới bật hỏi Anh muốn nói cái gì à Anh ta ngập ngừng sau đó mới nói chán uh, cái chán của em ổn chứ ừ không sao tôi nói xong lập tức đưa tay sờ chán cảm nhận được nó đã bớt sưng đi nhiều nhưng vẫn còn rất đau cuối cùng thì vẫn cười trừ và bước lên phòng không ngờ chỉ vừa lên phòng một lát thì lâm từ bên ngoài lập tức đập cửa bước vào tôi giật mình bản thân vừa định đi ngủ thì bị làm phiền Lâm Cầm trên tay một hộp dụng cụ y tế, đứng trước cửa phòng của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết. "Ờ, à, cô chưa ngủ à? Anh vào làm sao anh không gõ cửa thế à? Trong khi tôi là con gái." "Ơ hay, nhà của tôi, tôi làm gì là quyền của tôi chứ. Anh không có phép lịch sự à?" "Có. Nếu không, tôi cầm theo cái này làm gì?" Lâm vừa nói vừa bước tới gần tôi hơn. Tôi đứng nhìn anh nhíu mày Anh đem cái gì vào đấy Tôi giúp cô rửa vết thương Rồi bôi thuốc vào chán cho cô Không cần Tôi tự mình làm được Lâm tiến tới ngồi trên giường Tay nhanh chóng lấy ra một số vật dụng Rồi nói với tôi Cô ngồi xuống đi Sau đó anh ta kéo lấy tay của tôi Ngồi yên vị ở trên giường Bắt đầu từ giây phút anh ta nắm tay tôi kéo xuống Vốn có thể buông tay ra nhưng tôi lại không buông. Anh ta lấy tăm bông để chấm thuốc lên chán cho tôi. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận, như sợ rằng tôi sẽ đau vậy. Về phía của Lâm, anh ta sợ bản thân của mình nếu làm mạnh tay sẽ khiến cho cô gái này đau. Không biết vì lý do gì mà từ lúc nhìn thấy vết thương đó, anh ta lại cho mình cái quyền để ý tới nó. Chắc là phát sinh từ lòng tốt mà thôi. Nhưng tại sao anh ta lại thấy có lỗi thế này? những giọt nước mắt lặng lẽ rơi của cô ấy khi rời bữa ăn tối có lẽ những lời nói của mẹ anh ít nhiều đã gây tổn thương đến cho cô dù có yêu hay không anh ta cũng nên quan tâm tới cô một chút bởi vì lo nghĩ mà bàn tay của anh ta chợt nhấn mạnh vào vết thương trong vô thức vân lúc này chợt dịch đầu qua chỗ khác để né tránh nét mặt cau có vì đau anh ta luống cuống tôi xin lỗi tôi mạnh tay quá xin lỗi cô không sao đâu tiếp tục công việc của mình anh ta nhẹ nhàng dùng băng cá nhân và sán vào vết thương của vân cẩn thận từng chút không để một động tác nào sơ hở làm đau cô lúc đó không hiểu tại sao anh lại nhìn xuống đôi mắt sóng mũi và cả bờ môi của vân khiến anh không muốn nhịn một chút nào cô gái ấy bất giác ngước lên ánh mắt của cô nhìn anh khoảnh khắc đó cứ như ngừng lại trái tim của anh đập mạnh trước cô Tay của anh cũng vô thức đưa lên, nâng lấy gương mặt của cô. Ánh đèn trong phòng không tối, nhưng mà cũng không sáng đến mức chói lòa. Anh ta nhìn chầm chầm vào đôi môi ấy, như muốn hôn lấy nó. Đột nhiên bị lâm đụng vào mặt, tôi như cứng cả người. Ngay lúc này trái tim của tôi lại không nhận thức được mà đập liên hồi trước ánh mắt của Lâm. Đôi môi đó từ từ hạ xuống, mỗi một giây trôi qua đều như chậm lại khiến tôi cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nóng hồi đang phả vào mặt của mình. Anh có thể hôn em được không? Tôi sững người, còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì anh lập tức mạnh bạo cối xuống. Đôi môi chạm lấy nhau, giọng điện của cả hai đều chạy qua nhanh chóng. Lâm bắt đầu mơn trớn bàn tay đang đặt nơi gò má của tôi. Nhưng nụ hôn đó kéo dài chưa được bao lâu, thì những hình ảnh của bữa tối và rồi bất giác đánh bật tiềm thức của tôi. Tôi lập tức đẩy mạnh lầm ra, bối rối đứng lên né tránh. Anh đi về phòng đi. Anh đi ngủ đi, mai mà còn đi làm. Lầm dường như cảm thấy được sự lắp bắp của tôi, nên cũng đứng dậy ừ một tiếng rồi rời đi. Không hiểu có phải vì nụ hôn đó không, mà trái tim của tôi lúc này đã rung động trước hành động đó của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, bước xuống giường định đi tắm, bất giác có một tin nhắn lạ vang lên. Ra quán cà phê cạnh khu trung tâm, tôi có chuyện muốn nói. Tin nhắn đó chính là tình nhân của chồng gửi cho tôi. Tôi đến chỗ hẹn mà Châu đã nhắn tin cho tôi. Tôi có số của ấy vì là ngày trước cô ấy đã gọi cho tôi một lần trước đêm tôi và Lâm kết hôn. Người phụ nữ ấy đã say khướt mắng mỏ với tôi những điều thô tục còn việc cô ấy làm sao có số điện thoại của tôi thì tôi không biết và tôi cũng không quan tâm. Chính vì không hề chuẩn bị thứ gì mà khi bước lên tầng trên của quán, tôi đã nhìn thấy Châu ăn mặc rất sang trọng, như một quý cô ngồi ở đó. Còn tôi chỉ đơn giản là một cái áo thun và quần jean dài đi làm bình thường. Nếu ngồi đối diện, chắc chắn sẽ bị so sánh vợ và tình cũ của đại úy Lâm, soi xem ai sẽ hơn ai và tất nhiên lúc đó ánh mắt của những người biết đến chúng tôi đều dồn về phía người vợ quê mùa này rồi lại dùng ánh mắt và khen ngợi cô tỉnh nhân tôi bước tới ngồi xuống bàn bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người sau đó mới lên tiếng cô Châu, cô hẹn tôi có việc gì tôi chỉ muốn hỏi cô về vết thương thôi vết thương của tôi á nếu chỉ có vậy thì tôi không sao cả tôi sẽ thay anh Lâm trả món nợ cho ba của cô. Vậy thì cô nên nói với Lâm, chứ tại sao cô lại nói với tôi? Anh ấy không muốn nhận. Vậy cô hãy hỏi anh ta lý do vì sao không muốn nhận, đừng đem chuyện này để nói với tôi. Có tiền thì sao cô không lấy? Cô muốn bám lấy anh ấy làm gì? Tôi không hiểu Châu đang nghĩ cái gì, rốt cuộc là cô ta có hiểu người mình yêu hay không? Nhưng tôi nhìn thấy những suy nghĩ đó trong đầu của Lâm. Anh ta cực kỳ giữ tự tôn của một người đàn ông. Bắt đầu từ giây phút anh ta nói với tôi sẽ cho tôi thấy sự bản lĩnh, tôi đã nhìn ra được người như Lâm, rất là tôn trọng chính mình. Anh ấy sẽ không bao giờ nhận xu giúp đỡ của ai, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta có đủ khả năng. Chính vì châu hiểu rất rõ, hoặc đã nói với Lâm mà không được, nên mới muốn tự mình quyết định với tôi. Cô ta còn biết rõ một điều rằng, ba của tôi sẽ không đồng ý thỏa thuận đó của cô ta nên với bàn với tôi nhưng châu đã sai khi tìm tôi thấy tôi không trả lời cô ta lại hỏi lại tiếp sao không trả lời tôi tôi mới là người hỏi cô câu đấy bám lấy chồng của tôi làm cái gì bây giờ anh ấy đã là chồng của tôi rồi hôn nhân của cô làm gì có tình yêu cô đừng có ảo tưởng vậy sao vậy thì đáng tiếc tôi rất thích ảo tưởng đấy nên chị đừng có mong Sẽ có thể ảo tưởng như tôi Chị sẽ thua đấy Tôi nhếch môi đứng lên Cầm tờ giấy tiền mệnh giá lớn nhất đặt lên bàn Sau đó cúi đầu chào Tôi biết Mình vừa bỏ qua một gương mặt vừa tức giận Lại vừa xấu hổ ở phía sau lưng Ngày hôm đó Không hiểu về lý do gì Liên tục có người gọi điện muốn đặt đồ thiết kế Nhưng hỏi qua vài câu rồi biến mất Khiến tôi không có thời gian cho việc khác nữa Cuộc gọi cuối cùng kết thúc với giọng nói của một người phụ nữ. Tôi vẽ được mẫu áo mà cô gái đó yêu cầu, một vị khách tên là Linh. Sau đó tôi đã hẹn gặp chị ấy vào lúc 15 giờ, thì người kia lại có việc bận. Cuối cùng tôi phải chờ đợi tới ngày hôm sau. Nhưng cho đến tối cùng ngày đó, người khách tên Linh lại đến khi tôi và nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa. Khách hàng luôn là thượng đế. Chính vì thế mà tôi đã chịu khó mời khách vào trong tôi chạy vào lấy bản thảo vẽ theo lời cô ấy nói rồi đưa cho cô ấy xem không cần nói nhiều chỉ nhìn lướt sơ qua người khách này liền hài lòng gật đầu cô ấy còn gấp rút đưa tiền cọc cho tôi về váy dự tiệc cuối năm của công ty của ấy bắt tôi phải thức khuya dậy sớm để làm cho kịp tiến độ của bộ váy cả đám nhân viên của tôi cũng phải làm việc suốt năm ngày liền và không có thời gian ăn ngủ chúng tôi thì vẫn cảm thấy rất vui, không phải vì có khách có tiền mà vì đây là công việc mà chúng tôi yêu thích. Vậy mà đúng 5 ngày sau đó, đến khi mọi thứ xong xuôi, người khách đó đến nhận hàng thì cô ấy lại trở mặt. "Các cô, các cô làm ăn kiểu gì thế này?" Cô ta tiến vào chỗ tôi tức giận, cầm bộ váy chúng tôi kỳ công làm, sau đó vứt thẳng xuống đất. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn cô ta. Cô ta lại trợn tròn mắt và tiếp tục nói. Cô dám hỏi tôi làm sao á? Bộ váy này mặc cho ai đây? May cho ai đây mà xấu thế này? Vậy mà các người ăn tiền trên trời, có một bộ váy dạ hội mà cũng không xong. Tôi nhìn vẻ mặt cố tình gây sự, giống như không muốn nhận đồ của cô gái tên là Linh. Nhìn lại thiết kế của tôi, tôi đã làm sai chỗ nào và không đúng với ý của cô ta. Bộ váy xòe nhẹ với màu nút dài đến chân, còn xài một bên đùi đúng là nhớ ý cô ta mà còn chưa kịp nói gì người đó đã lập tức đá chiếc váy của tôi khách của tôi đang ngồi đợi rất nhiều nhưng chị ta lại cố dành hết thời gian giải quyết thế nào vẫn không chịu tôi nhìn người không chuẩn như tôi nghĩ nhỉ tôi bắt đầu cảm nhận được là linh đang cố tình gây sự là muốn làm tiền tôi không nhẫn nhịn nữa mà nghiêm nét mặt hỏi vậy hôm nay chị không chịu lấy chiếc váy này hay chị còn muốn phá đám chỗ làm việc của tôi mấy người làm việc không ra gì hết mà lại còn đòi lấy tiền của người khác sao có phải muốn tôi gọi người đến mới biết sợ không chị hãy cư xử có văn minh đi nếu như chị muốn tôi cư xử lịch sự lại thế mày có biết bạn trai của tao là ai không là ai thì cũng phải biết lịch sự thưa chị không ai mà không biết đúng sai đâu tôi không biết người bạn trai đó làm lớn cỡ nào người bạn trai đó giàu có uy nghiêm cỡ nào tôi chỉ biết tôi làm đúng bổn phận của mình vì thế tôi không cảm thấy sợ sệt gì mà vô tư đáp lại lời của linh sau đó tôi còn nói thêm chị đã xem mẫu thiết kế chị gật đầu đồng ý và ký giấy cọc bộ váy tôi làm như ý của chị vậy chị nói xem tôi sai chỗ nào chẳng ai ăn nói với khách hàng như cô bây giờ tôi kêu bạn trai của tôi đến đây để nói chuyện với cô để coi cô giải quyết thế nào nếu như anh ta đến đây chỉ đòi lại tiền cọc thì không cần trả cọc cho chị xong nhưng mong chị hiểu rằng chúng tôi làm việc rất cực khổ hãy tôn trọng sản phẩm của chúng tôi à thì ra là mày sợ rồi đấy à nhưng mà tiếc quá tao đã kêu anh ấy đến rồi tôi sợ cái gì tôi chả sợ gì cả vậy chị gọi rồi thì cứ đến đi tôi nhếch môi cười quay sang nhìn bé nhân viên của mình rồi nói em lấy ghế và rót nước cho cô ấy nhé. Sau đó tôi cầm điện thoại và gọi cho ba của mình. Ba ơi, ba gọi giúp con, anh Vĩ đến đây được không ạ? À? Có chuyện gì mà phải gọi thằng Vĩ? Con chỉ muốn gặp anh Vĩ một chút. Ba gọi anh đến cửa hàng giúp con nhé. Ừ, ba sẽ nói nó. Ba biết rất rõ tính của tôi. Anh Vĩ là người từ bé đến lớn luôn luôn bảo vệ tôi, cũng là người mà ba tôi tin tưởng nhất. Chỉ khi tôi gặp phải chuyện gì lớn lắm, ảnh hưởng tới bản thân, tôi mới nhờ tới anh Vĩ. Mà bản thân của tôi cũng biết rất rõ người đàn ông mang trong mình dòng máu trung Việt đó rất là thích tôi. Thích đến mức có thể vầy tôi mà đỡ đạn vì tôi mà chống lại cả thế giới. Chính vì như vậy nên tôi mới không muốn dựa vào Vĩ. Tôi sợ sẽ khiến người tôi kính trọng bị tổn thương. Cũng giống như ngày tôi cưới, anh đã không đến dự. Tôi cũng biết anh đã vì điều đó mà tổn thương bao nhiêu cho đến tận hôm nay đã là ba tháng chúng tôi vẫn không gặp mặt và nói chuyện với nhau bất ngờ bên ngoài có một tiếng hét vang lên bà chủ đâu tiếng người đàn ông nào đó bên ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống kéo cả đám người đi theo muốn kiếm chuyện với tôi tôi giật mình đặt điện thoại xuống đi đến quầy tiếp khách là tôi nghe nói mày làm ăn cầu thả Bây giờ mày lại muốn quyệt tiền người ta có đúng không? Nếu anh chỉ nghe một phía, thì tôi cũng không có cách nào giải thích. Vị khách tiền linh lúc này mới chỉ tay vào mặt của tôi. Con này mày đừng có láo. Mày có biết bạn trai của tao là ai không? Tôi không cần biết hai người là ai. Nếu hai người cố ý gây sự, tôi đành gọi công an đến đây làm việc. Tôi nói xong liền quay lưng đi tới quầy bấm số. Thật ra tôi chỉ cố tình làm như thế. Vì tôi biết nếu gọi mà anh vĩ tới sẽ không hay nhưng có lẽ tôi quên rằng không phải người nào cũng có ý thức được nhìn nhận sự việc và kiềm chế đặc biệt là mấy thằng cô hồn này bạn trai của cô linh kia lập tức lao tới giật điện thoại của tôi đập mạnh xuống bà bề nát cầm lấy tay của tôi bóp chặt tay của tôi đau nhói nhưng vẫn cố gắng không biểu cảm tôi đã đủ kiên nhẫn với mấy người lắm rồi đã nhân nhượng quá nhưng mấy người không chịu dừng lại đúng không tại sao bọn tao phải dừng lại tao còn chưa tính sổ chuyện này mày làm bạn gái của tao tức giận anh thực sự muốn đấu với tôi chứ anh có đủ sức không một con đàn bà như mày tao sợ cái gì hôm nay tao phải trực tiếp đánh mày tao mới thấy hà dạ mày lại dám xem thường tao à cái con quỷ quái này hắn ta hét to lập tức giơ thẳng tay và hạ xuống mặt của tôi khiến cho tôi sợ hãi nhau mắt lại một lúc vẫn không thấy vật gì chạm vào mặt tôi mới mở mắt ra nhìn người đó đang bị một bàn tay của một người đàn ông khác giữ chặt nét mặt liền co rúm sợ hãi lắp bắp anh vĩ ờ tại sao anh lại ở đây ạ à? mày to gan quá nhỉ mày có biết mày vừa làm cái gì không em chỉ đánh một con đàn bà thôi mà anh nó dám cả gan chọc giận bạn gái của em nó còn chửi em nữa lời tên kia còn chưa nói hết tôi đã thấy vĩ đưa tay đấm mạnh một phát khiến nó đau đớn mà ôm lấy miệng từ phía cửa vang lên tiếng của ba tôi con đàn bà mà mày nói là con gái của tao đấy mày mày là quá to gan rồi ba tôi từ bên ngoài bước vào ông nhìn đống lộn xộn trong cửa hàng và lắc đầu thấy ba và anh vĩ tôi liền nước nở khóc rồi chạy tới ôm lấy ba của mình tên kia mới sợ hãi lắp bắp Chị chị, chị chị, hai chị hai ông chủ mày kiếm ai không kiếm mày lại kiếm con gái cưng của tao gây chuyện mày còn muốn đánh nó ư ừ. xem như mày vừa đánh lên đầu của tao rồi ông ơi con xin ông ạ à. con không biết đây là chị hai nếu biết thế này mười cái mạng của con con cũng không có gan để làm ông ơi con xin ông tha cho con à tao mà không đến kịp thì con gái của tao đã ăn phải cái tát của mày rồi mày kêu tha tha cho mày á tha là tha thế nào anh vĩ đứng bên nghiến chặt răng và hăm dọa tao ghét nhất là ai làm chuyện xấu xong lại xin lỗi giống như mày giết người xong mày sợ ở tù vậy nếu như vậy thì tốt nhất là mày đừng có làm bạn gái của mày là phụ nữ tao không đánh nhưng với mày tao phải giết tao phải giết hai người đó nói như vậy thì rất sợ hãi lùi bước, bà tôi tiến lên hỏi tôi. Còn có sao không? Dạ không, con không sao à Vậy được rồi. Con cứ cho người tới sửa sang lại cái tiệm đi, chi phí để đấy, bà tính với nó. Bà tôi dùng giọng nói sắc lạnh đáp, tên kia liền gật đầu nói sẽ trả tiền cho tôi. Còn cô gái tên Linh kia cũng im bặt miệng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài Bin và Kenvin bước vào cả hai đều giật nảy mình, nhìn đống lộn xộn trong cửa hàng. Bin mới lo lắng hỏi tôi. "Vân, có chuyện gì thế?" "Chuyện dài lắm, tao kể sau cho mày nghe." Kenvin lúc này cũng liếc quanh cửa hàng rồi nhìn tôi. "Em có sao không Vân?" "Dạ, em cảm ơn, em không sao đâu ạ." À? Linh thấy Kenvin lại có vẻ hơi giật mình, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt hai người họ nhìn nhau rất lạ lùng. Ba tôi và Vĩ rời đi cùng với tên kia. Có lẽ hắn sẽ không được yên thân. Còn Linh thì lén lút rời đi, thì bị cô nhân viên của tôi chặn lại. Chị Linh, chị xin lỗi xong rồi mới được đi. Tại sao tao phải xin lỗi? Khen Vinh tiến tới chỗ Linh nhíu mày tò mò. Linh này, em với Vân có chuyện gì? Tôi ngạc nhiên lên tiếng. Hai người quen biết nhau. Đây là Linh, em họ của Châu cũng là bạn cũ của tôi. Kenvin ngập ngừng trả lời câu hỏi, nhưng tôi không quan tâm về sau. Linh sắc mặt thay đổi thành trột dạ. Tôi tiến tới, tức giận. Là cô cố tình phải không? Tất cả chuyện này là cô cố tình kiếm chuyện với tôi có đúng không? Tôi chỉ làm theo suy nghĩ. Cô làm không đúng, thì tôi phải lấy lại tiền thôi. Tôi chấp nhận đưa lại tiền cọc. Thế tại sao cô vẫn kiếm chuyện? Vì sao á? Vì tôi thấy ghét cái loại giật chồng người ta Nên tôi mới như vậy đấy Tôi cố tình nói cho cô biết Dù cô có giỏi tới đâu Chỉ cần cô là một đứa đi cướp chồng người khác Thì chính là kẻ mà khiến cả thế giới này đều ghét Ai mới là người thứ ba đây Nếu cô nói như vậy Tức là Châu và cô có quan hệ chị em Và thực sự hai người cố tình hợp tác để phá tôi Thì Có phải như thế không Tôi hét lên trong tức giận Chắc là sức chịu đựng của tôi đến đây đã quá đủ rồi. Tôi thật sự muốn giết hai con người này. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. Tôi dám tuyên bố với cô. Cô hãy về nói với Châu rằng, tôi muốn nhịn, nhưng không được nữa rồi. Nếu cô ta muốn kiếm chuyện, ok, hãy làm đi. Đừng có cắn tôi, vì tôi sẽ lấy cái chổi và đánh lại đấy. Cả ngày hôm đó vì rắc rối cửa tiệm, mà công việc với khách hàng của tôi cũng trì trệ. Dù sao cửa tiệm bị phá như vậy, cũng phải mất đến cả tuần mới sửa chữa xong. Buổi chiều sau khi bàn giao cho bé nhân viên, tôi cùng với Bin và Ken Bin trở về nhà. Thật sự trên xe tôi mới có đủ dũng khí để nhớ lại những chuyện sáng nay. Không biết rằng tôi đã làm đúng hay làm sai. Trở về nhà, có vẻ như Lâm cũng đang ở trong. Còn có một đôi giày cao gót của người phụ nữ và tôi không biết đó là ai tôi lười biếng bước vào, không thèm nhìn họ mà bỏ đi lên lầu. Định bụng sẽ để mọi chuyện dừng lại. Nhưng tôi còn chưa kịp, thì có một tiếng cô gái đã làm loạn trước mặt mọi người. Đứng lại đi! Cô quay lại đây, nói chuyện rõ ràng với tôi. Tôi nói với khuôn mặt lạnh tanh. Muốn gì? Ai nói là tôi thông đồng với Linh quậy phá cô? Tôi còn không biết chuyện đó, nhưng cô lại một mực nghĩ là tôi làm tôi đã nói gì về cô chưa sao cô lại nhảy lên như thế nếu không phải linh báo cho tôi biết là cô vu khống tôi thì có phải cô sẽ nói với lâm chuyện này tôi nói với anh ta nói làm gì nếu cô không làm cô nhảy dựng lên thanh minh cái quái gì vậy tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ làm chuyện xấu xa như thế vậy được tôi thì nghĩ như vậy đấy loại người như cô tôi có thể không xứng tầm với các người nhưng tôi không bao giờ chơi cái trò bẩn thỉu đấy người thượng lưu hóa ra như vậy sao châu tức giận lập tức đưa tay lên và muốn lao tới mày mày dám tôi hất mặt thách thức cô đánh đi để xem ai mất mặt nếu mà cô tát tôi tôi sẽ tát lại không phải lúc nào cũng nhường nhịn là đúng vừa nhìn thấy châu đưa tay muốn đánh mình tôi cũng tức giận vứt phẳng cái túi sách đang cầm trên tay xuống. Châu có vẻ chần chừ nhưng vẫn muốn lao tới đánh tôi. Cuối cùng vẫn là bị tiếng nói của Lâm. Châu, em còn có thói đánh người sao? Châu ra vẻ oan ức và lên tiếng. Anh Lâm, nhưng nó vu khống cho em. Tôi khoanh tay nhìn khuôn mặt giả tạo của Châu rồi lên tiếng. Tôi có vu khống cho cô hay không? Thì trong lòng của cô, tự biết rõ lâm thở dài nhìn hai chúng tôi rồi nói em lấy cái gì để chứng minh mình trong sạch còn vân em lấy gì để nói châu cùng với linh cố tình phá em tôi cười nụ cười vừa chua chát vừa xem thường nhìn lâm vậy anh đi hỏi cô ta trước đi vì lý do gì tôi còn cho rằng anh biết rồi chứ châu lúc này vẫn một mực thanh minh em và chị linh đúng là chị em họ nhưng chuyện này không liên quan gì Em không biết giữa họ xảy ra chuyện gì Nhưng cô ta lại cứ nói rằng Cái trò này là do em bày ra Mỗi người một câu qua lại Đến lúc điện thoại của tôi vang lên tiếng tin nhắn Nhìn qua một chút Tôi không để ý Liền tiếp tục hỏi lại Vậy cô có dám thề không? Chuyện này không liên quan tới cô Tôi mà có Làm chuyện này cả Thì cả đời của tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc Cô ta ấp úng nói. Nhưng tôi chỉ cười rồi bấm gửi đoạn clip ba tôi vừa gửi tới cho cả Kenvin, Bin và Lâm và ngay cả Châu nữa. Nội dung của nó đơn giản thôi. Người bạn trai của Linh bị vị đánh đến không còn sức ngồi. Anh vĩ hỏi câu nào, nó liền thành thật trả lời câu đó. Ai sai mày đến phá? Mày nói thật cho tao. Anh ơi, bạn gái em nó nói chị gái nó ngứa mắt, cái cô chủ cửa hàng ở đây nó nói là muốn tới đây phá vì cái cô chủ ở đấy là con giáp thứ 13. Rồi mày đến phá. Mày là đàn ông. Cho dù hôm nay cô chủ đó có là ai, bạn gái của mày có là ai, thì chuyện của phụ nữ mày xen vào làm gì? Hả? Cái thằng ngu này. Xui cho mày, đó là Vân. Là chị hai của mày. Anh hai, anh cũng biết. Mẹ em từng bị con đàn bà kia giành lấy bố. Nó còn đánh mẹ em điếc một bên tai. Thế nên nghe đến con giáp thứ 13, em mới hận như thế. Chứ nếu em biết đó là chị hai, em thề, có mười lá gan em cũng không dám à. Vậy ai nói với mày? Vẫn là kẻ thứ ba. Ừ, thì... Thì con trâu, chị con ghẹ của em. Anh hai, em xin lỗi. Em không nên đụng đến chị hai. Mày im miệng đi. Tao từ khi nào thành anh hai của mày? lâm nghe xong cầm chật điện thoại trong tay ngước lên nhìn châu bằng ánh mắt lạnh lùng châu em còn gì để nói không anh lâm em em không có chứng cứ rõ ràng như vậy mà em lại nói em không có sao em còn chối là sao đúng là em làm là em làm đấy thì tại sao tại sao em lại làm như vậy vì em yêu anh em ghen ăn tức ở khi mà anh luôn bên cạnh cô ta cùng một mái nhà, cùng có quan hệ. Nhưng anh yêu cô ta. Có đúng không? Châu, em đã quên rằng chính em đã chia tay tôi sao? Vì em không thể chờ tôi hai năm còn gì. Anh Lâm, em cứ nghĩ anh đã quên chuyện đó. Là em tức giận, nên em mới nói như vậy. Tại sao anh lại xem là thật ạ? À? Đối với anh, chỉ cần em vứt áo ra đi bỏ lại anh, thì đó là chấm dứt. Nếu không, anh đã không cưới người khác. Vì vậy mà anh đã trách bóc em. Trách em có lỗi. Có đúng không? Châu này, em đừng có cố chấp cho mình là đúng. Chuyện em làm rất khó chấp nhận. Anh thật sự không nghĩ em lại là con người như vậy. Em làm ra chuyện này cũng đâu có hại chết cô ấy. Anh bình vợ anh mà anh bỏ đi tình yêu của em trao cho anh à? Vì cái gì? Vì con bé này từ đâu bay ra không biết nhục nhã giật người yêu của em làm chồng là một kẻ thứ ba dơ bẩn và đáng khinh nó có cái gì hơn em nó có điểm nào hơn em chứ châu tức giận hét lên trong nước mắt còn tay thì chỉ thẳng vào mặt của tôi và không ngừng nói những lời thiếu suy nghĩ tôi từ sau lưng của lâm lao lên dành trọn cái tát thật mạnh vào mặt khiến châu té mạnh xuống rồi gằn lên vì tao là vợ còn mày mày chỉ là nhân tình thôi Người như tôi sẽ không để ai dùng tay chỉ trỏ, thậm chí là sỉ nhục tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận như ngày hôm nay. Không phải vì tôi cảm thấy trột dạ, vì từ đó mà tôi cảm thấy những từ đó nó không phải dành cho mình. Nếu không ai bảo vệ tôi, không ai cho tôi danh dự và nhân phẩm, thì tôi cần gì phải im lặng và chịu nhục. Những câu đó mà ăn một cái tát tay thôi, thì quá nhẹ vào nhân tử. Nhìn thấy Châu bị ngã nhào xuống đất, một bên má bắt đầu đỏ ửng và sưng lên, tôi còn không thấy mình ác tí nào, mà chỉ nhếch môi, nhìn người đang ôm mặt dưới chân, nhìn tôi ất hận. Tôi nhấn mạnh từng câu từng chữ, đáp thẳng vào mặt của Châu. Vì tao là đường đường chính chính, lấy một người chưa từng có vợ làm chồng, chứ không hề đeo bám chồng người khác, nên tao có quyền nhắc lại cho mày nhớ. Người đang là kẻ thứ ba, chính là mày. Tôi quay xuống nhà túi sách bước lên phòng, nhưng Lâm lại muốn nói cái gì đó liền chặn lại bước chân của tôi đáng tiếc tôi chẳng thèm quan tâm mà đẩy lâm qua một bên tôi muốn anh ta biết rõ một điều cái gì đúng là đúng cái gì sai là sai tôi không thể nào nhẫn nhịn quá giới hạn lâm đứng sững dưới nhà nhìn châu kenvin biết ngay lúc này anh ta không thể đỡ châu lên nên mới nói về đi châu chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa anh lại vì nó mà anh đuổi em Anh không vì ai Anh chỉ thấy sẽ có rắc rối Một lát nữa Thế nào ba của Vân cũng đến đây Em còn ở đây Thì em nghĩ em còn mang để về không Bình từ nãy đến giờ là người im lặng Nhưng không có nghĩa cậu không tức giận Chỉ là cậu không muốn nói ra Cậu thản nhiên im lặng Mặc dù khi thấy cô gái kia Sỉ nhục Vân Cậu đã muốn ra tay đánh Đáng tiếc cậu là đàn ông Không thể nào mà đánh phụ nữ bin đi theo tôi lên phòng sau khi để tôi thoải mái khóc cậu ta mới đến bên vỗ về vân à sao rồi xem nào ổn chưa ừ tao cũng đỡ hơn rồi đừng có vì mấy lời nói tiểu nhân mà làm tổn thương chính mình chứ tại sao cứ phải là người thượng lưu thì mới được coi trọng chứ đây là xã hội nào rồi mà còn coi thường tao và ba của tao như thế do họ cố chấp với mày thôi do họ ghét chúng ta mới như vậy vậy tao đã làm gì để cả chồng và những người bên cạnh họ đều xem thường tao như thế tôi còn chưa nói hết câu thì tiếng cửa phòng bật ra khiến tôi giật mình tôi cúi mặt lau đi mấy giọt nước mắt và đứng dậy quay mặt lại nhìn lâm rồi hỏi anh lên đây làm gì cầu xin cho cô ta em nghĩ sao tôi chả nghĩ cái gì Tôi đang hỏi anh. Không thì anh lập tức về phòng đi. Tôi muốn đi ngủ. Ngay lúc này tôi không muốn thấy Lâm vì cứ lên tưởng đến Châu. Vậy mà người đó vẫn cứ lì lợm không chịu đi. Khó chịu lắm. Tôi nhìn Lâm vẫn tiến thẳng vào chỗ tôi. Anh ta quay sang nói với Bin. Bin này, Kenvin muốn nói chuyện với cậu đấy. Cái tên đấy, có cái gì mà nói cơ chứ? Thì cậu ấy nói, nếu cậu không xuống, bí mật của hai người À, tôi 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 xuống liền. Bây giờ tôi xuống liền, tôi xuống đây. Anh ta đuổi được Bin, sau đó nở một nụ cười nham hiểm, còn tôi thì vẫn đứng đó không hiểu được cuộc trò chuyện giữa họ. Giữa Vin và Bin có bí mật gì, phải giấu tôi đến như vậy. Ấy vậy mà Bin nó dám để cho một tên mới gặp mấy tháng biết cái bí mật, còn với người bạn hơn mấy năm này lại hờ hững không nói ra. Tin tưởng trai hơn bạn. Tôi chán nản tiến lại giường muốn đi ngủ ngay lập tức. Nhưng lại bị tay của Lâm kéo lại. Em đang giận dỗi cái gì? Tôi chả giận cái gì cả. Tôi hỏi em là em giận tôi cái gì? Anh muốn biết lắm đúng không? Vậy em buông tay tôi đi. Ừ, đúng rồi. Tôi muốn biết. Em đừng có im lặng nữa. Đừng làm cái vẻ mặt đấy. Tôi hỏi. Vì thật sự là tôi lo cho em. Anh lỡ cho tôi. Quên đi, Tôi không cần. Tôi nhếch môi cười khẩy rồi quay lưng đi. Liền bị tay của anh ta kéo chặt lại một lần nữa. Lần này lực còn mạnh hơn lần trước. Nên khiến cả người tôi lao thẳng vào người của anh. Tôi vùng vàng quát. Anh định làm cái gì thế à? Anh định sàm sỡ tôi đấy à? Từ khi nào ôm vợ? Lại là sàm sỡ thế này. Tôi cũng không phải là vợ của anh. Chỉ là danh nghĩa thôi. Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ đó một cách mỉa mai. Cái tôi nhận được chính là ánh mắt sắc lạnh của Lâm. Không nói không rằng, anh ta lập tức dùng lực và đè tôi xuống giường. Tôi mới sợ hãi hét lên. Này, anh định làm cái gì thế à? Anh bỏ tôi ra ngay. Dành nghĩa mà em nói cũng bao gồm cả chuyện chăn gối đấy. Anh là đồ bị ổi. Đúng, tôi bị ổi. Tôi khốn nạn. Vì tôi không hề biết một chuyện gì. Khi tôi hỏi em thì em lại không nói cho tôi biết. Làm sao tôi biết được. Mà em giận. Em nghĩ tôi vô tâm. Tôi bất giác giật mình nhìn Lâm. Anh đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tức giận. Thấy tôi không trả lời lại. Hai tay của anh ta kẹp chặt tôi, cũng nới lòng lại. Anh ta nhẹ giọng rồi nói tôi. Hãy nói cho tôi nghe. Em giận tôi vì cái gì? Tôi không giận anh. Tôi đau, rất đau. Tôi nhìn Lâm, nước mắt rơi ra cũng không biết vì điều gì. Tự nhiên nước mắt cứ rơi xuống như vậy. Đau đến tận con tim, lâm bất giác buông tôi ra đứng thẳng dậy lo lắng hỏi tôi em đau cái gì đau tay tôi nhanh nhẹn gạt đi nước mắt trả lời một câu rồi đứng lên và muốn chạy đi tự nhiên lâm lại kéo tay tôi rồi lại ôm chặt tôi từ phía sau tôi cố gắng chạy thoát anh làm cái gì nữa thế này anh bỏ tôi ra đừng làm quá lên như thế có phải em giận tôi vì Châu không? Đúng, tôi chính là giận vì cô ta. Lúc tôi bị người ta ước hiếp anh ở đâu? Lúc tôi một mình, một chút nữa là bị một thằng đàn ông mặc váy đánh thì anh đang ở đâu? Lúc tôi trở về nhà, cứ nghĩ sẽ có bình yên mà nhắm ngắt mù một giấc. Thì lại gặp cô ta và anh. Cùng anh nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi giận vì anh là chồng của tôi mà lại cùng một người khác thân mật. Tôi giận anh. Anh có biết cái gì đâu. Giận anh anh còn không lên tiếng bảo vệ tôi. Giận vì tất cả đến từ sự hờ hững đó. Nếu không tự bảo vệ mình, những lúc bị cô ta sỉ nhục, tự hỏi liệu anh có bảo vệ tôi không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 2 của bộ truyện này và tâm an sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của câu chuyện này ở phần 3. sẽ được tâm an gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai quý vị hãy cùng với tâm an chúng ta cùng chú ý theo dõi và lắng nghe những tình tiết mới nhất nhé tâm an không biết được rằng là liệu rằng kenvin và bin hai người đàn ông đó có cái bí mật gì và tình cảm của lâm đối với cô gái tên là vân của chúng ta sẽ ra sao xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi còn bây giờ thì cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị chúc quý vị thật nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại